Các bạn sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách cánh diều bài 19 ôn tập cuối năm học tiết 1. Ở đây thầy giáo vừa hoàn thành xong bộ đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 4 bao gồm đề cộng video hướng dẫn rất là chi tiết. Quý vị phụ huynh của các em học sinh nào quan tâm thì có thể tham gia nhóm Zalo toán lớp 4 bằng cách mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em học sinh nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Tiết 1, phần A, đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng học thuộc lòng. Rồi phần này thì các thầy cô sẽ kiểm tra và đánh giá kỹ năng của các em ở trên lớp nha. B, đọc và làm bài tập. Bài đọc đánh tam cúc. Cả nhà vắng hết, chỉ còn bé Giang, bé đánh tam cúc với con mèo khoang. Nắng hồng chín rực, bỗng nhiên bay vào, rung râu chớp mắt. Mèo ta ngoao ngoao. Đây là tướng ông, chân đi hài đỏ. Đây là tướng bà, tóc hiu hiu gió. Đây là con ngựa, chân có bụi đường. Và đây quân sĩ, thuộc lầu văn chương. Quân này mày được, quân này tao chui. Mèo ta phổng mũi, ngoao ngoao một hồi. Quân này mày chui, quân này tao được. Mèo bỗng giỏng tai, mắt xanh như nước. À thôi, mày được. Bé Giang dỗ dành, mèo thè lưỡi đỏ, liếm vào răng nanh. Nắng rừng trước cửa, lúc nào không hay, đã nghe khói bếp, nhà ai thơm bay. Tác giả Trần Đăng Khoa. Chú thích và giải nghĩa tam cúc. Một loại bài có 32 quân, tướng sĩ tượng. Hai, một loại giày thời xưa. Hiu hiu, tóc bay nhẹ nhẹ vì gió. Chui, thua, bị loại, nghĩa trong bài. Rồi dựa theo nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau. Câu 1. Những chi tiết nào cho thấy trò chơi đánh tam cúc giữa bé Giang và con mèo khoang diễn ra giống như thật và rất vui? À, quân này mày được, quân này tao chui, mèo ta phổng mũi, ngoao ngoao một hồi. Quân này mày chui, quân này tao được, mèo bỗng giỏng tai, mắt xanh như nước. À thôi mày được, bé Giang dỗ dành, mèo thè lưỡi đỏ, liếm vào răng nanh. À, đây là những chi tiết tôi thấy trò chơi đánh tam cúc giữa bé Giang và con mèo khoang diễn ra giống như thật và rất vui. Giống như thật ở đây là trò chơi có người được, có người thua. Người được thì vui, còn người thua thì buồn. Rồi như vậy, những chi tiết cho thấy trò chơi đánh tam cúc giữa bé Giang và con mèo khoang diễn ra giống như thật và rất vui đó là trò chơi có người được người thua, người chơi khi được thì vui, khi thua thì buồn. Câu 2. Tìm những hình ảnh cho thấy bé Giang rất giàu trí tưởng tượng. Những hình ảnh cho thấy bé Giang rất giàu trí tưởng tượng đó là: đây là tướng ông, chân đi hài đỏ. Đây là tướng bà, tóc hiu hiu gió. Đây là con ngựa, chân có bụi đường. Và đây quân sĩ thuộc lầu văn chương. Các em tham khảo câu trả lời. Những hình ảnh cho thấy bé Giang rất giàu trí tưởng tượng. Đó chính là các quân bài và con mèo được nhân hóa. Mèo thành bạn chơi tam cúc, biết vui khi được và buồn khi thua. Khi được bé Giang dỗ dành, mèo mới hài lòng. Câu 3. Biện pháp nhân hóa có tác dụng gì trong việc thể hiện những nội dung trên? Biện pháp nhân hóa có tác dụng là giúp cho bài thơ tả trò chơi đánh tam cúc diễn ra như thật. Giúp cho bài thơ tả trò chơi đánh tam cúc diễn ra rất vui. Giúp cho bài thơ tả những quân bài tam cúc rất sinh động. Câu 4. Hình ảnh ánh nắng và làn khói bếp tô điểm thêm cho bức tranh chơi tam cúc như thế nào? Nắng rừng trước cửa, lúc nào không hay, đã nghe khói bếp, nhà ai thơm bay. Hình ảnh nắng làm cho bức tranh thêm sáng và ngộ nghĩnh. Hình ảnh làn khói bếp tạo không khí ấm cúng và thân mật. Rồi các em tham khảo và học bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc các em học tốt.